Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em học về hóa chính. Tiếp tục cái chủ đề oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. Hôm nay thầy sẽ có một cái bài toán minh họa rất là rõ ràng để cho các em xem. Video trước thì thầy mới nói ở dạng lý thuyết, có thể các em thấy còn đang ở dạng chưa được rõ ràng. Hôm nay thầy sẽ làm video dạng bài tập cụ thể để cho các em nắm được. Ở chủ đề oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm, đề bài như sau: thổi V lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp CaOH 2 lần 1m, nồng độ 1 mol trên lít và NaOH cũng 1 mol, tức là nồng độ cũng là 1 mol trên lít. Sau phản ứng thu được 10 gram kết tủa, phải tính cái giá trị V này. Nhưng mà chúng ta phải tính ra V này là bao nhiêu lít khí CO2 đã dẫn vào hỗn hợp chứa hai cái kiềm này. Thì giống như ở cái video trước và lý thuyết, thầy đã dẫn các em là khi thổi khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa hai kiềm thì phản ứng đầu tiên xảy ra ngay lập tức là CO2 tác dụng với lại kiềm hóa trị hai các em nhé. Và rõ ràng là phản ứng này thì sinh ra mối trung hòa và nước, phương trình phản ứng xảy ra đầu tiên, phương trình phản ứng đầu tiên là CO2 cộng với CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 kết tủa cộng với nước. Như vậy là phản ứng này đã tạo ra được kết tủa các em nhé. Nhưng đã thỏa mãn được đề bài là so phản ứng thường 10 gram kết tủa. Như vậy là không cần có phản ứng tiếp theo nữa, là CO2 tác dụng với kiềm hóa trị 1, đúng không? Rồi CO2 lại làm mất cái mối của kiềm hóa trị 1 đấy, rồi CO2 lại làm tan cái mối của kiềm hóa trị 2 này. Để có 4 phương trình phản ứng. Không cần thiết, như vậy là đã có ngay một phản ứng tan kết tủa. Như vậy đây chính là trường hợp 1 có kết tủa ngay và kết tủa là 10 gram các em nhé. Như vậy đây chính là trường hợp 1. Chỉ có tạo ra 10 gram CaCO3 và thức đổi dầu mol là bằng 10 trên bậc cam là bằng 0,1 mol nhé. 0,1 mol. Vậy thì chúng ta sử dụng định mol để có thể tính toán, đúng không? Như vậy là trong công trình của đứng thì tính theo chất đã biết. Vậy thì đây là chúng ta biết em nhé, hàng này là 0,1 mol. 10 gram kết tủa chính là canxi carbonat, đổi ra mol là 0,1, đúng không? Và từ đây chúng quay lại là anh này là bị phản ứng 0,1 và anh này đã dẫn vào là 0,1. Và rõ ràng cái mol CA có một lần là N bằng CM là 1, nhân V là bằng lít 200ml đổi cho lít là 0,2 em nhé. Có N của anh CaOH 2 lần đem dùng bằng CM nhân V, CM là 1, đúng không? V là đơn vị thay đổi cho lít, 200ml đổi cho lít là 0,2 lít và 0,2 mol. Như vậy rõ ràng là cái anh CaOH lần này đem dùng 0,2
nhưng bị phản ứng này thì 0,1, chứng tỏ anh này là chất còn thừa em nhé. Và anh này là hết, nhưng anh này đã dẫn sụp vào là 0,4 mol và hết, anh này còn thừa. Và suy ra kết tủa là 0,4 mol đổi ra gam 50 g. Suy ra là CO2 còn đến hết, đúng không? Anh này đã còn dư được. Đem dùng 0,2 bị phản ứng 0,1 nên còn dư 0,1, chứng tỏ là anh CO2 là hết, còn này là dư. Và CaOH 2 lần dư. Nên không có các phản ứng tiếp theo. Đấy, tức là không có phản ứng số 2, số 3, số 4 như video trước kể ra em nhé. Vì anh CaOH đã hết ở đây, nó chỉ có 0,4 mol thôi. Và anh này thì còn thừa. Từ đây ta suy diễn thể tích của VCO2 đã số 3. Thể tích của CO2 đã dùng là bằng V, đúng không? Theo đề bài của V thì bằng N nhân với 22,4 và chính là bằng 2,24 lít nhé. À đúng rồi, thì bây giờ không phải là từ đó mòn, 0,1 nhân 22,4 bằng 2,24 lít. Và đây là đáp số của trường 1. Thể tích khí CO2 dẫn vào chỉ là 2,24 lít và nó tạo ra ngay lập tức là 0,4 mol tiết tủa đổi ra gam là 10 gam chất CaO hai lần còn dư. Và đương nhiên là anh NaOH chưa được phản ứng. Như vậy chúng ta đã có đáp số thứ nhất. Sang đến trường hợp thứ hai là có phản ứng tạo ra kết tủa các em nhé. Và kết tủa này thì lớn hơn 10 gam, lớn hơn 10 gam. Sau đó bây giờ thì nhiệt tan mất đi một phần và chỉ còn lại 10 gam. Thì nhắc lại, cái kết tủa này sinh ra lớn hơn 10 gam, sau đó bị phản ứng mất đi ở phản ứng số 4 và chỉ còn lại 10 gam. Như vậy chứng tỏ rằng CO2 đã còn dư sau phản ứng này để mình có tiếp các phản ứng 1, 2, 3, 4, đúng không? Cho nên là Ca có thể là hết, đúng không? Ý tiếp theo là chúng ta lại tính N của anh NaOH mà chúng ta chưa tìm ở dưới trên, đúng không? N bằng Cm nhân V là 1 nhân 0,2 và 0,2 mol. Có 4 phương trình phản ứng sau. Nhớ lại trường hợp này là có 4 phương trình sau. Phương trình nhất là tạo ra kết tủa CaC3 tối đa. Phương trình thứ hai là CO2 cộng với lực kiềm hóa trị 1 NaOH tạo ra muối Na2CO2. Phương trình thứ ba là cái muối Na2CO2 bị phản ứng CO2 tạo thành muối axit Na2CO2. Và phương trình cuối cùng là cái CaCO2 này bị tan mất đi một phần chỉ còn lại 10 gam theo giả thiết. Như vậy chúng ta sẽ biết các phương trình phản ứng. Thứ nhất là CO2 cộng CaCO3 thì thôi cộng Ca có hai lần. CaOH hai lần tạo thành CaCO3 kết tủa cộng nước. Và phần số 2 chúng ta sẽ ký hiệu định 1 em nhé. Chúng ta dùng đơn vị mol để tính toán. Như vậy là vì có phản ứng tiếp theo cho nên là anh CaOH đã bị hết và CO2 còn dư. Nên chúng ta tính theo chất hết em nhé. Anh này có 0,2 mol. Đúng không? Mol của anh CaOH là
sinh ra 0,2 mol các em nhé, tỷ lệ 1:1. Anh này bình thường đấy cũng là 0,2, đúng không? Tiếp theo là CO2 còn dư trong phản ứng số 1, nó phản ứng tiếp với là NaOH để tạo ra muối Na2, CO3 và nước phản ứng số 2, cân bằng kem CO2 ở đây bằng nhau, đúng không? Và chúng ta có một đơn vị mol. Như vậy là rõ ràng chúng ta vừa nói rằng là có phản ứng số 4, đúng không? Vậy nên là CO2 sẽ còn dư sau phản ứng số 2 này để có tiếp phản ứng số 3 và số 4. Bởi vì anh NaOH là hết em nhé, tính theo chất hết. Anh này sinh ra là tỷ lệ là 21 nên là 0,1. Anh là 21 nên là 0,1, đúng không? Và tiếp theo là sau phản ứng số 2 này thì lại có tiếp phản ứng số 3, CO2 cộng với muối Na2CO3 vừa sinh ra tạo cộng với nước nữa, cộng với nước. Tạo thành muối axit NaHCO3. Đây là phản ứng số 3. Và chúng ta lại dùng đơn vị mol để tính toán các em nhé. Như vậy là đây là vì có phản ứng số 4, đúng không? Là tan bớt cái CaCO2 đi, thì đây là sau phản ứng số 3 này CO2 còn dư. CO2 còn dư nên chúng ta phải tính theo chất hết ở trên Na2CO3 các nhé, đây 0,1. Thì quay được lại anh này hướng lên 0,1. Đúng không? Và anh này cân bằng số 2 ở đây. Anh này bằng nhau. Tiếp tục có thêm phản số 4 là CO2 cộng với CaCO3 kết tủ cộng với nước và tạo ra muối axit CaHCO3 tất cả hai lần. Nên số 4 chúng mình cái cân bằng. Chúng ta cũng dùng đơn vị mol để tính toán ở đây các em. Đơn vị mol. Và các em lưu ý thế này như sau. Để có 10 gam kết tủa có nghĩa là có 0,1 mol CaCO2, đúng không? Ở phản ứng số 1 thì sinh ra 0,2 mol. Vậy thì bây giờ muốn còn lại 0,1 mol để đổi sang gam là 10 gam thì nó phải tan bớt đi 0,1 mol là 10 gam các em nhé. Đấy, nhiều là tan bớt đi 10 gam chính là 0,1 mol, đúng không? Để nhớ lại này, ở đây sinh ra 0,2 mol đổi cho gam là 20 gam. Muốn còn lại 10 gam theo đề bài thì ở phản ứng số 4 này nó phải tan bớt đi 10 gam để 20 trừ đi 10 còn 2 còn 10, đúng không? Mà 10 gam tan ra đổi cho mol thì còn 0,1. Và chứng tỏ rằng ở đây CO2 bị phản ứng là 0,1 các em nhé. Và CO2 hết ở đây. Bởi vì anh này có 0,2 mol cơ, đúng không? Nhưng anh CO2 không đủ 0,2 mol để hóa ra hết cái này, mà chỉ có hóa ra 0,1 để nó còn lại 0,1 gam. 0,1 mol là 10 gam. Suy ra CO2 hết ở 4 và suy ra tổng NCO2, tổng số mol CO2 là bao nhiêu? Ở phản ứng 1 bằng 0,2, ở phản ứng 2 bằng 0,1, ở phản ứng 3 0,1, ở phản ứng 4 là 0,1. Như vậy tổng số là bằng 0,2 cộng 0,1 là 0,3, cộng 0,1 là 0,4, cộng 0,1 là 0,5. 0,5 mol. Từ đây chúng ta suy ra được thể tích của CO2 bằng V và bằng 0,5 nhân 22,4 và chúng ta sẽ có kết quả
11,2 lít. Đây là đáp án của trường hợp 2. Như vậy ở bài tập này chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, thể tích CO2 xông vào chỉ bằng 2,24 lít, lập tức tạo ra 10 gram kết tủa luôn, đúng không? 0,1 mol là 10 gram. Trường hợp thứ hai, CO2 xông vào rất là nhiều, 0,5 mol, đổi ra thể tích V là 11,2 lít. Thì đầu tiên xảy ra phản ứng tạo ra kết tủa tối đa từ anh này là 0,2 mol, tạo ra này 0,2 gram nhé, là 20 gram, đúng không? Sau đó thì kết tủa bị ta mất đi 10 gram để còn lại 10 gram. Thế thì muốn có phản ứng này, có bốn này thì phải trải qua phản ứng số 2 và số 3 thì mới đến được bốn gram nhé, chứ không phải sinh ra rồi lại tan ra ngay đâu. Mà vì đây nó còn có cái kiểm hóa trị 1 NaOH lên, sau khi tạo ra kết tủa thì lại có phản ứng tạo ra muối NaCl2. Tiếp theo lại phải có cái phản ứng muối này bị tác dụng đồng acid, và cuối cùng mới đến được anh CaCO3 này bị tan đi một phần 10 gram, tính là 0,1 mol, đúng không? Để còn lại 0,1 mol đổi cho gam là 10 gram theo giả thuyết. Như hôm nay thầy đã có cái bài tập minh họa rất rõ ràng về oxit acid CO2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa hai kiềm, đúng không? Như vậy là video này thầy kết thúc ở đây. Xin chào các em, hẹn gặp các em trong video sau.